áp dụng để cho ví dụ các bạn cùng trải nghiệm. Đó. Đấy. Mình bước vào cái vùng quan sát của camera này, lập tức nó sẽ báo động, nó còi hú lên như này. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, hôm nay thì mình sẽ review cho tất cả quý vị và các bạn, đây là cái dòng con camera công nghệ mới. Đây là dòng camera công nghệ mới có chip lăng là phát hiện chuyển động và báo động khi có người xâm nhập vào cái vùng quan sát của nó. Và khi mà có báo động thì nó sẽ hiển thị cái đèn, đây thứ nhất là đèn nháy xanh đỏ nhấp nháy liên tục và có một cái còi hú ở phía dưới này. Đây là cái dòng camera công nghệ mới nhất năm 2019 năm nay. Với cái dòng này thì rất là thích hợp cho những nhà có cần có độ an ninh đảm bảo an toàn cao. Và cái chức năng của cái mắt cảm biến này nó sẽ có chức năng lọc báo động giả rất là tốt. Ví dụ trong trường hợp mà chúng ta có những cái con vật như con ruồi, con muỗi bay qua hoặc là cành cây nó chuyển động thì nó sẽ không báo, và chỉ có những người bước vào vùng quan sát của nó và chúng ta sẽ tạo ra cái vùng quan sát đó cho camera thì nó sẽ báo động. Và sau đây thì mình sẽ thực hiện cái việc cài đặt để cho các bạn có thể trải nghiệm được cái sản phẩm này. Đây là cái dòng này, cái hình ảnh chất lượng của nó là cái hình ảnh 20, và đây mình sẽ cài đặt nó để cho quý vị các bạn xem. Đây mình lựa chọn đúng cái dòng thân cam đấy rồi, và đây mình sẽ lựa chọn cái vùng quan sát để nó báo động, tức là trong cái vùng cái ô màu xanh này, nếu như ai xâm nhập vào cái vùng này thì nó sẽ báo động lên. Và đây mình sẽ ấn áp dụng, và trong đó mình sẽ điều chỉnh cái độ nhẹ sáng vào đây áp dụng để cho các bạn cùng trải nghiệm. Đó. Khi mình bước vào cái vùng quan sát của camera này, lập tức nó sẽ báo động, nó còi hú lên như này. Đây là dòng công nghệ cực kỳ là mới. Và sau đây mình sẽ xóa nó đi. Đó, ấn áp dụng. Đó. Với cái này nó sẽ kết hợp với cái tủ đầu ghi, kết hợp với cái tủ báo động chống trộm sẽ gọi điện với số điện thoại mà chúng ta đăng ký với cái tủ đầu ghi hình đó. Đây là một sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo giữa thiết bị báo động chống trộm và camera có chức năng phát hiện và đuổi kẻ gian xâm nhập vào vùng cấm. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu về các sản phẩm dòng camera cao cấp như này thì vui lòng liên hệ mình thông qua số điện thoại 0968683657 để bên mình có thể tư vấn, khảo sát và lắp đặt cho quý vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.